Cô xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các em một chuyên đề mới liên quan tới các biểu thức chứa căn. Đó là chuyên đề phương trình vô tỉ. Kiến thức về phương trình vô tỉ rất là quan trọng đối với các em trong suốt năm học. Đặc biệt là đối với các bạn đi thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, thi vào trường chuyên, thi vào lớp 10. Và các em sẽ gặp lại phương trình vô tỉ ở các năm học cấp 3. Vậy, phương trình vô tỉ là gì? Và cách giải phương trình vô tỉ như thế nào? Thì cô trò chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Các em ghi, phương trình vô tỉ là phương trình chứa ẩn trong dấu căn. Một lớn, chúng ta làm quen với phương pháp thứ nhất, đó là phương pháp nâng lên lũy thừa. Các em ghi phương pháp nâng lên lũy thừa. Nó có dạng là căn A bằng B khi và chỉ khi B lớn hơn hoặc bằng 0, A bằng B mũ 2. Căn A có nghĩa khi A lớn hơn hoặc bằng 0. Do đó, giá trị của căn A luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Vì vậy ở đây chúng ta cần điều kiện là B phải lớn hơn hoặc bằng 0. Và A bằng B mũ 2. A bằng B mũ 2 thì khi đó chắc chắn A sẽ không âm rồi. Ở đây chúng ta không cần phải đặt điều kiện A lớn hơn hoặc bằng 0. Mà chúng ta phải đặt điều kiện B lớn hơn hoặc bằng 0 và A bằng B mũ 2. A bằng B mũ 2 cũng chính là bình phương hai vế của đẳng thức căn A bình phương được A, B bình phương. Khi hai vế không âm thì chúng ta có thể bình phương hai vế. Các dạng khác khi biến đổi cũng đưa về được dạng căn A bằng B. Đó là các dạng như thế này. Giả sử như cô có căn A trừ căn B bằng căn C. Thì các em phải chuyển vế căn A bằng căn B cộng căn C để chúng ta có hai vế đều không âm. Khi đó thì các em bình phương hai vế lên. Với điều kiện là A, B, C lớn hơn hoặc bằng 0. Trường hợp này, nếu các em không chuyển vế mà các em bình phương lên thì có thể xuất hiện giả sử như căn A trừ căn B là một số âm, căn C là một số không âm. Khi bình phương lên thì chúng có thể bằng nhau. Nhưng mà khi chưa bình phương thì đẳng thức nó không xảy ra, dẫn đến kết quả sai. Đối với phương trình này, các em bình phương hai vế lên thì chúng ta có kết quả là A bằng căn B bình được kết quả là B, căn C bình được kết quả là C, cộng 2 căn BC. Bây giờ các em rút căn BC ra.
sẽ bằng A trừ cho B cộng C tất cả chia 2. Vậy là chúng ta đã đưa được về dạng căn A bằng B. Đối với trường hợp căn A bằng căn B thì chúng ta đặt điều kiện A lớn hơn hoặc bằng 0 hoặc B lớn hơn hoặc bằng 0 và A bằng B. Chúng ta đã thực hiện bình phương hai vế của phương trình. Nếu căn A cộng căn B bằng 0. Các em lưu ý căn A luôn lớn hơn hoặc bằng 0 và căn B luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Với mọi A lớn hơn hoặc bằng 0 và B lớn hơn hoặc bằng 0. Do đó căn A cộng căn B bằng 0 khi và chỉ khi xảy ra đồng thời A bằng 0 và B bằng 0. Các em lưu ý thêm cho cô. Căn A xác định, tức là có nghĩa khi và chỉ khi A lớn hơn hoặc bằng 0. Căn của A bình bằng giá trị tuyệt đối của A bằng chính nó nếu nó lớn hơn hoặc bằng 0 bằng số đối của nó là âm A nếu A nhỏ hơn 0. Và chắc chắn là căn A thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi A lớn hơn hoặc bằng 0. Các em phải nắm vững các kiến thức này để vận dụng vào việc giải các bài tập. Bài 1. Giải các phương trình. Các em ghi. Bài 1. Giải các phương trình sau. Câu A. 3 cộng với căn của 2x trừ 3 bằng x. Các em chuyển vế đưa về dạng căn A bằng B tương đương căn của 2x trừ 3 bằng x. Các em giữ nguyên 3 chuyển qua vế phải thành âm 3. Có dạng căn A bằng B chưa các em? Đây chính là dạng căn A bằng B với A chính là 2x trừ 3 và B bằng x trừ 3. Thì điều kiện chính là x trừ 3 lớn hơn hoặc bằng 0. Chúng ta có thể trình bày là x trừ 3 lớn hơn hoặc bằng 0, 2x trừ 3 bằng x trừ 3 tất cả bình phương. Tương đương với x trừ 3 lớn hơn hoặc bằng 0 thì x lớn hơn hoặc bằng 3, 2x trừ 3 bằng x trừ 3 tất cả bình phương hàng đẳng thức số 2. Được kết quả là x bình phương trừ 2 nhân x nhân 3. Được kết quả là 6x cộng 3 bình phương. Kết quả là 9. Tương đương x lớn hơn hoặc bằng 3. Kém chuyển vế đổi dấu x bình trừ 6x cộng 9 trừ 2x cộng 3 bằng 0. Tương đương với x lớn hơn hoặc bằng 3. X bình trừ 6x trừ 2x được kết quả là trừ 8x. 9 cộng 3
bằng 12 cộng 12 bằng 0. Cô đặt đây là phương trình 2, các em giải phương trình 2. Chúng ta giải phương trình 2. X bình trừ 8x cộng 12 bằng 0. Các em phân tích đa thức thành nhân tử. Các em thấy là 6 cộng 2 bằng 8, 6 x 2 bằng 12. Do đó âm 8x các em tách thành âm 2x và âm 6x. X bình trừ 2x trừ 6x cộng 12 bằng 0. Tương đương. Các em nhóm hai số hàng đầu và hai số hàng cuối tương đương với x nhân với x trừ 2 trừ hai số này, các em đặt 6 làm nhân tử chung trong ngoặc là x trừ 2. Dấu cộng này đổi thành dấu trừ bởi vì trước ngoặc có dấu trừ bằng 0. Các em đặt x trừ 2 làm nhân tử chung trong ngoặc sẽ là x trừ 6 bằng 0. Vậy là chúng ta đã có phương trình tích a nhân b bằng 0 khi và chỉ khi a bằng 0 hoặc b bằng 0. X trừ 2 bằng 0 thì các em suy ra được x bằng 2. X trừ 6 bằng 0 thì các em suy ra được x bằng 6. Kết quả này có thỏa mãn điều kiện xác định hay không? Điều kiện xác định đó là x lớn hơn hoặc bằng 3 thì x bằng 2 chúng ta loại. Vậy là chúng ta nhận x bằng 6. Do đó phương trình này có một nghiệm duy nhất đó là x bằng 6. Phương trình này giả sử cô đặt là phương trình 1. Các em kết luận. Vậy phương trình 1 có nghiệm duy nhất là x bằng 6. Cô sẽ cho các em một bài tương tự. Câu B. Căn 28 trừ x bằng x cộng 2. Ở đây thì các em thấy nó có ngay dạng căn A bằng B. Ở đây cô có thể đặt điều kiện riêng. Điều kiện đó chính là x cộng 2 lớn hơn hoặc bằng 0 khi và chỉ khi x lớn hơn hoặc bằng âm 2. Cô đặt đây là phương trình 1. Phương trình 1 tương đương với A bằng B mũ 2. Có nghĩa là 28 trừ x bằng x cộng 2 tất cả mũ 2. Khi mà chỉ khi 28 trừ x bằng, đây là hàng đẳng thức số 1, x cộng 2 tất cả bình phương. Được kết quả là x bình cộng 2 nhân x nhân 2 bằng 4x cộng 2 bình. Được kết quả là 4. Khi và chỉ khi các em chuyển vế đổi dấu, x bình cộng 4x cộng 4 âm x các em chuyển thành cộng x, 28 các em chuyển thành âm 28 bằng 0. Các em thu gọn, khi và chỉ khi x bình 4x cộng x được 5x, 4 trừ 28 được trừ 24 bằng 0. Xuất hiện phương trình bậc 2 thì các em phân tích đa thức thành nhân tử đưa về phương trình tích. Các em để ý 24 bằng 8 x 3
mà 8 trừ 3 bằng 5. Do đó chúng ta tách hàng tử x bình 5x thì các em tách thành 8x trừ 3x cộng 8x trừ 3x trừ 24 bằng 0. Khi mà chỉ khi các em nhóm hai hàng tử đầu nhân tử chung là x trong ngoặc là x cộng 8 trừ các em nhóm hai hàng tử cuối nhân tử chung là 3 trong ngoặc sẽ là x. Trước ngoặc có dấu trừ, ở đây dấu trừ các em đổi thành dấu cộng. 3 đặt ra ngoài thì trong ngoặc sẽ là 8 bằng 0. Các em đặt nhân tử chung là x cộng 8 nhân x trừ 3 bằng 0. Khi mà chỉ khi x cộng 8 bằng 0 hoặc x trừ 3 bằng 0 tương đương x cộng 8 bằng 0 thì x sẽ bằng âm 8, x trừ 3 bằng 0 x bằng 3. Các em xem nó có thỏa mãn điều kiện xác định hay không. Điều kiện xác định đó là x lớn hơn hoặc bằng âm 2. Mà âm 8 như thế nào với âm 2? Các em, âm 8 nhỏ hơn âm 2. Do đó trường hợp này chúng ta loại. Vậy là x bằng 3 thì chắc chắn lớn hơn âm 2. Chúng ta nhận. Vậy phương trình 1 có một nghiệm duy nhất đó là x bằng 3. Các em ghi vậy phương trình 1 có một nghiệm duy nhất. Đó là x bằng 3. Các em thử lại bằng cách thay vào phương trình. Ở vế trái thì 28 trừ x bằng 28 trừ 3 bằng 25. Căn 25 được kết quả là 5. Ở vế phải x cộng 2 bằng 3 cộng 2 bằng 5. Vậy hai vế này bằng nhau. Do đó x bằng 3 là nghiệm của phương trình. Các em làm câu C. Căn bậc 2 của 10 trừ x cộng căn bậc 2 của x cộng 3. Bằng 5. Các em tìm điều kiện xác định. Điều kiện xác định. Biểu thức dưới dấu căn luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0. 10 trừ x lớn hơn hoặc bằng 0. X cộng 3 lớn hơn hoặc bằng 0. Tương đương 10 trừ x lớn hơn hoặc bằng 0 thì x nhỏ hơn hoặc bằng 10. X cộng 3 lớn hơn hoặc bằng 0 suy ra x lớn hơn hoặc bằng âm 3. Chúng ta kết hợp hai điều này thì chúng ta sẽ được kết quả là x lớn hơn hoặc bằng âm 3 và nhỏ hơn hoặc bằng 10. Cô đặt đây là phương trình 2. Các em để ý, hai vế của phương trình 2 đều không âm. Do đó chúng ta có thể bình phương hai vế của phương trình 2. Vậy phương trình 2 tương đương. Các em bình phương lên. Căn bậc 2 của 10 trừ x. Tất cả bình phương được kết quả là 10 trừ x. Căn bậc 2 của x cộng 3. Bình phương lên là được x cộng 3 cộng 2ab chính là 2 căn 10 trừ x nhân với căn của x cộng 3. Chúng ta có thể ghi là 10 trừ x nhân với x cộng 3. Chúng ta ghi ở dưới dấu căn. Bằng 5 mũ 2 được kết quả là 25.
Đây là A, đây là B. A cộng B tất cả bình phương bằng A bình phương cộng B bình phương cộng 2AB. Bây giờ các em đưa về dạng căn A bằng B. Do đó các em để 2 nhân với căn bậc 2 của 10 trừ x nhân x cộng 3 về một vế. Chuyển các hạng tử kia về một vế. Âm x cộng x là hết. 10 cộng 3 bằng 13. Chuyển vế được âm 13. 25 các em giữ nguyên. Khi bài chỉ khi 2 nhân căn bậc 2 của 10 trừ x nhân với x cộng 3 bằng 25 trừ 13 được kết quả là 12. Các em chia 2 vế cho 2. Vậy là chúng ta có căn của 10 trừ x nhân với x cộng 3 bằng 12 chia 2 thì kết quả là 6. Có dạng căn A bằng B chưa các em? Với B này luôn luôn lớn hơn 0 rồi thì chúng ta bình phương 2 vế lên. Tương đương 10 trừ x nhân với x cộng 3 bằng 6 bình phương. Các em thực hiện phép nhân đa thức với đa thức. 10 nhân x bằng 10x cộng 10 nhân 3 bằng 30 trừ x nhân x bằng trừ x mũ 2 trừ x nhân 3 được trừ 3x. 6 bình bằng 36, các em chuyển vế đổi dấu trừ 36 bằng 0. Tương đương âm x bình 10x trừ 3x bằng 7x cộng 7x. 30 trừ 36 được kết quả là âm 6 bằng 0. Các em đổi dấu hết các hạng tử của phương trình này. Có nghĩa là nhân mỗi hạng tử với âm 1. X bình trừ 7x cộng 6 bằng 0. Các em phân tích đa thức thành nhân tử. Nhiều bạn có thể nhầm được ngay. X bình trừ 7x thì các em tách thành trừ x trừ 6x cộng 6 bằng 0. Các em nhóm hai hạng tử đầu và hai hạng tử cuối. X nhân x trừ 1 trừ 6 nhân cho x trừ 1 bằng 0. Dấu trừ trước ngoặc, do đó dấu cộng này đổi thành dấu trừ. Tương đương với x trừ 1 các em đặt làm nhân tử chung trong ngoặc là x trừ 6 bằng 0. Vậy là chúng ta cũng đưa về được phương trình tích tương đương với x trừ 1 bằng 0 hoặc x trừ 6 bằng 0. Tương đương x bằng 1 hoặc x bằng 6. Các em xem x bằng 1 hoặc x bằng 6 này có thỏa mãn điều kiện xác định hay không. Điều kiện xác định là x nằm trong đoạn từ 3 cho đến 10. Thì chúng ta thấy là 1 và 6 đều nằm trong cái tập xác định này. Do đó phương trình này có hai nghiệm, đó là x bằng 1 và x bằng 6. Chúng ta có thể ghi ngắn gọn tập nghiệm của phương trình đó chính là 1 và 6. Thank you.
Các em làm câu D. Căn bậc 2 của 4x cộng 1 trừ căn bậc 2 của 3x cộng 4 bằng 1. Đầu tiên thì các em tìm điều kiện xác định. Điều kiện xác định 4x cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 0. 3x cộng 4 lớn hơn hoặc bằng 0. Tương đương 4x cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 0, suy ra 4x lớn hơn hoặc bằng âm 1. Vậy x lớn hơn hoặc bằng âm 1 phần 4. 3x cộng 4 lớn hơn hoặc bằng 0. Do đó 3x lớn hơn hoặc bằng âm 4. X lớn hơn hoặc bằng âm 4 phần 3. Giao của hai tập nghiệm này là x lớn hơn hoặc bằng âm 1 phần 4. Đều lớn hơn hoặc bằng thì chúng ta lấy lớn nhất. Đó là mẹo các em. Âm 1 phần 4 lớn hơn âm 4 phần 3. Đây cô vẽ ra cho các em hiểu. Âm 1 phần 4. X lớn hơn hoặc bằng âm 1 phần 4. X lớn hơn hoặc bằng âm 4 phần 3. Âm 4 phần 3 nhỏ hơn thì nó ở phía sau này. Vậy khi các em mà giao thì được kết quả là x lớn hơn hoặc bằng âm 1 phần 4. Đây là phần chung của hai tập nghiệm. Bây giờ các em bình phương hai vế có được hay không? Các em phải chuyển vế để phương trình có hai vế đều không âm. Khi đó các em có thể bình phương. Cô đặt đây là phương trình 3. Phương trình 3 tương đương với căn bậc 2 của 4x cộng 1 bằng 1 cộng với căn bậc 2 của 3x cộng 4. Chuyển vế đổi dấu. Bây giờ các em bình phương hai vế. Hai vế này đều không âm. Các em bình phương hai vế lên. Được kết quả là 4x cộng 1 bằng 1 bình được kết quả là 1 cộng căn 3x cộng 4 bình được kết quả là 3x cộng 4 cộng với 2ab, tức là 2 nhân 1 nhân với căn 3x cộng 4. Các em đưa về căn A bằng B. Khi mà chỉ khi 2 căn 3x cộng 4 bằng 4x cộng 1 trừ 1 trừ 3x trừ 4. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Tương đương 2 nhân với căn 3x cộng 4 bằng 4x trừ 3x được kết quả là x 1 trừ 1 bằng 0 trừ 4. Vậy là các em đã đưa về được dạng căn A bằng B. Thì điều kiện ở đây là B phải lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy là x trừ 4 lớn hơn hoặc bằng 0. Khi và chỉ khi x lớn hơn hoặc bằng 4. Cô đặt đây là phương trình sao. Sao tương đương với các em bình phương hai vế. Hai bình phương được kết quả là 4. Căn 3x cộng 4 bình phương được kết quả là 3x cộng 4 bằng x trừ 4 tất cả bình phương.
tương đương 4 nhân 3x được kết quả là 12x. 4 nhân 4 được kết quả là 16 bằng x bình trừ 2 nhân x nhân 4 bằng 8x cộng 4 bình bằng 16 cộng 16. Các em chuyển vế đổi dấu tương đương x bình trừ 8x cộng 16 trừ 12x trừ 16 bằng 0. Tương đương x bình phương trừ 8x trừ 12x bằng trừ 20x, 16 trừ 16 bằng 0. Các em đưa về phương trình tích, đặt nhân tử chung là x trong ngoặc là x trừ 20 bằng 0. Khi và chỉ khi x bằng 0 hoặc x trừ 20 bằng 0 thì kết quả là x bằng 20. Các em xem nó có thỏa mãn điều kiện hay không. Với điều kiện ở đây x lớn hơn hoặc bằng 4 thì x bằng 0 chúng ta loại. X bằng 20 thì nó thỏa mãn lớn hơn hoặc bằng 4 và nó cũng lớn hơn hoặc bằng âm 1/4. Vậy ở đây chúng ta nhận. Các em kết luận nghiệm. Vậy phương trình này chỉ có một nghiệm, đó là x bằng 20. Các em có thể kiểm tra lại bằng cách thay x bằng 20 vào phương trình 3, xem kết quả có đúng hay không. 4 nhân x cộng 1 bằng 4 nhân 20 cộng 1, kết quả là 81. Căn 81 bằng 9 trừ 3x cộng 4 bằng 3 nhân 20 cộng 4 bằng 64. Căn 64 được 8. 9 trừ 8 bằng 1. Vậy x bằng 20 là nghiệm của phương trình 3. Sau khi học toán cùng cô Hiền, các bạn thấy rất dễ hiểu đúng không? Nếu thấy dễ hiểu, hãy cho cô Hiền một like, một subscribe, ấn vào nút đăng ký và ấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ cô Hiền. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn ở các clip sau.